cuộc đời về miền quê sông nước, một cánh đồng mang tên là Bất Tận. Cái sự nghèo khổ, sự ngu muội đã khiến người ta đối xử với nhau không còn tình người. Khóc không phải vì những câu chuyện thương tâm, mà khóc vì những câu chuyện tình cảm quý giá. Khóc vì tình cảm phục và ngưỡng mộ lý do tại sao người ta nhận nỗi buồn về mình mà thản nhiên như thế. Đọc Cánh đồng bất tận, bạn sẽ thấy lắng lòng lại và yêu thương mọi người xung quanh nhiều hơn, bất thờ ơ trước ánh mắt buồn rười rượi, biết thương mến nhau trong tình cảm con người. Dường như khi nhắc đến Nguyễn Ngọc Tư, hẳn tất cả mọi người đều suy nghĩ đến những tác phẩm buồn lai lắc. Một chút lắng động trong tâm hồn và sâu mở câu chuyện đều khiến độc giả và có cả tôi trong một chút gì đó ngắt quãng. Một nỗi niềm suy nghĩ sâu sắc về nhân vật, từng cử chỉ hành động của họ rõ đến từng ở trước mắt. Sau đó tôi đã tìm đến Cánh đồng bất tận. Vẫn là câu chuyện cái kết buồn, lời văn vẫn thế, vẫn đậm chất Nam Bộ gần gũi, thân thiết. Hay có khi chị Tư là người của con Cà Mau, của miền sông nước đồng bằng Cửu Long này. Qua từng lời văn miêu tả sự mộc mạc giản dị, ngay trong những suy nghĩ đơn thuần của người nương, trước đó là cuộc sống lang thang trên những cánh đồng bất tận. Là cảnh đối thoại trên ghe, là tờ mờ sáng giữa hai người phụ nữ cùng yêu một người trên một dòng nhớ. Được chị Tư khắc họa quá đỗi là thành công. Tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận được phát năm 2005, gồm 14 loại truyện ngắn. Tất cả đều kể về một hiện thực miền Nam ngày xưa, những hoàn cảnh về kinh tế, về sinh hoạt, về cuộc sống hàng ngày, về tình yêu đôi lứa và cả về tình cha con. Cuối tập truyện là một tác phẩm có vẻ như là Nguyễn Ngọc Tư chăm chút nhất, qua từng câu chữ, qua từng cử chỉ, và cũng dễ hiểu vì sao được lấy làm tên của tựa đề của tập truyện ngắn này. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của gia đình ba người, cha, nương và một đứa em trai kém hơn mình 1 tuổi. Gia đình mưu sinh với nghề chăn vịt, ngay đây mai đó rong ruổi trên những cánh đồng không tên. Người cha mang trong mình nỗi hận thù sâu sắc với phụ nữ, với người vợ đã bỏ nhà ra đi theo một người đàn ông khác. Việc không đái hoài đến hai đứa con, mặc cho chúng tự sinh tồn, tự trò chuyện bằng cách đọc, cách hiểu, nội tâm lẫn nhau. Những gì không biết thì tự thử, tự học, tự hiểu lấy cách mà sống. Không phải vì chúng không ngoan hay hư hỏng, chỉ duy nhất một điều là chúng là con của người phụ nữ phản bội. Nỗi hận thù ấy được Nguyễn Ngọc Tư khắc họa lên người cha qua những hành động liên tiếp bỏ lại tất cả những người phụ nữ mà ông chiếm đoạt được như một cách để trả thù. Cuộc sống của ba người rồi cũng sẽ bình thản trôi đi trong niềm thao thức lạnh lùng thờ ơ của người cha, sự thèm muốn khao khát yêu thương và được yêu thương của hai đứa nhỏ, nhưng không được xuất hiện của chị, người vô tình làm ba người cu mang trên chiếc ghe. Và rồi Điền yêu chị, Điền đuổi theo chị, nhưng mà chị lại đuổi theo cha. Cuối chuyện là hình ảnh nương bị hãm hại, cha đối diện nhưng đành bất lực đến phát khóc 2 tiếng Điền ơi, nhưng trong tiềm thức gọi đứa em khiến ông đau đến sững sờ. Hành động đắp chiếc áo của mình lên đứa con giữa cánh đồng hoang vắng, sâu thẳm như thay đôi lời yêu thương, xót xa, đau khổ của người cha đối với chính con ruột của mình mà bấy lâu nay ông đã không bận tâm tới. Ông ta bò quanh nó, tìm bất cứ thứ gì có thể che cho cơ thể nó dưới ánh mặt trời. Dường như đứa con gái đã chết, chỉ đôi mắt là rưng rức chớp chớp không thôi. Câu đầu tiên nó hỏi, không biết con có con không hả cha? Đứa bé nhất định đặt tên là Thương, là Nhớ, là Diệu, là Xuyến, là Hường, là đứa bé không cha nhưng chắc chắn sẽ được đến trường, được thương tình và vui vẻ sống hạnh phúc đến hết đời. Sách không chỉ đơn thuần là một tác phẩm, một câu chuyện, một bài viết về một cuộc đời, mà đối với tôi, sách vừa là một của cải quý báu của nhân loại, vừa là một người bạn đi cùng quá trình học tập của tôi sau này. Tôi mong văn hóa đọc sách ngày càng được phát triển trong phạm vi toàn quốc gia, các bạn trong và ngoài nước, và đặc biệt là các bạn trẻ ngày hôm nay. Tôi làm được và bạn cũng sẽ làm được.